Đó, coi chơi vậy đó. Chơi vậy đó mà chơi được á. Thôi chơi vậy mà chơi được á. Xuống, lấy cây xuống. Xu với bao là nè cô chú nè. Cô nói rồi. Khám bác sĩ cho mẹ con khám sao? Rồi đi ra, khỏi chơi nữa. Bây giờ mẹ mệt rồi, khám bác sĩ cho mẹ đi. Lại đây. Ok, lên khám bác sĩ cho mẹ. Mới mua cho đồ chơi bác sĩ đó cô chú ơi. Lấy ra làm sao? Con từ từ, con phải kiên nhẫn từ từ. Con lại ra con làm là gãy đó. Từ từ, đúng rồi. Giỏi quá, giờ khám cho mẹ đi. Khám chay. Hả? Khám chay. Gì mẹ khám chay hả? Ok, rồi chay nằm lên đây mẹ khám nha. Đây, nằm lên đi mẹ khám cho, để lên. Trời nó bắt, giờ nó bắt khám cho chay đi. Trời, đeo này vô đúng là... Đúng là bác sĩ luôn á. Đúng là bác sĩ luôn á, lên. Rồi, nằm em nha. Rồi, nằm em. Rồi, nằm thẳng sai tú, thẳng chân xuống, nằm thẳng chân xuống. Đúng rồi, rồi, kêu nằm thẳng chân xuống, nằm thẳng chân xuống. Rồi, nằm em nghe chưa. Rồi, chay bệnh rồi. Xích thuốc, xích thuốc. Giật cái đít ra. Đưa cái đít đây. Sao đưa đít sao? Thôi chích bằng tay ha. Chích đây. Rồi hết bệnh chưa? Rồi chích này luôn hả? Cái này hả? Hả miệng ra bác sĩ coi coi. Thử coi coi. À, khám đầu gối hả? Khám đầu gối, khám chân hả? Rồi cái chân quá dơ. Bây giờ con khám cho dinosaur đi. Bị rồi. Hả? Đây đây nó sao bị gì? Bị té. Ủa đây sao bị té hả? Té đâu đâu? Té chơi. À. Dây nhợ gì mà đeo dữ vậy chơi? À. Sao? Hả? Đau. Đau gì con? Đau nữa hả? Trời ơi, dướng tóc nữa rồi. Rồi sao? Thank you. Ai là cứ ăn là khám bác sĩ mới khám sâu đi. Suối quá. Cái gì suối? Đồ ăn của con Su hả? Bác sĩ mặt dính gì bác sĩ? Miễn sao? Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ bảo là. Dạ. Nó kêu bảo là ông Su không nè. Su ơi, bảo là ơi, đừng nghe con. Lại đây con, bảo là, không nghe. Con chơi với Su đi. Con chơi với Su đi. Dây nhợ gì mà đeo dữ vậy chơi? Sao? Hả? Đau gì con? Đau nữa hả? Trời ơi, dướng tóc nữa rồi. Rồi, sao? Thank you. Ai là cứ ăn là khám bác sĩ mới khám sâu đi. Suối quá. Cái gì suối? Đồ ăn của con Su hả? Bác sĩ mặt dính gì bác sĩ? Hả? Miễn sao? Bác sĩ ơi. Bác sĩ bảo là. Dạ. Nó kêu bảo là ông Su không nè. À. Su ơi, bảo là ơi, đừng nghe con. Lại đây con, bảo là, không nghe. Con chơi với Su đi. Con chơi với Su đi. Su, ăn đàng hoàng đi Su. Ăn con. Con ăn không hả? Miệng ra ngoài cho ăn miếng nè. Ăn mà không ăn nữa hả? Hồi nãy giờ có ăn hay gì đó không ăn nữa. Hả? Đồ của em Su em là ăn lá thú. Em Su lại đây ăn cho xong nè em Su.
Trời ơi, coi tóc tai kìa. Nay là một phần cột và một phần xả xuống đây này kia ha. Kiểu cọ rồi ha. Bác sĩ sao? Rồi cái chữ bác sĩ không đọc không muốn quýnh nè. Đó coi được không? Coi được không? Nói loạn đó. Đang chơi á, đang chơi. Tụi nói loạn là có thật đó. Đó coi được không? Coi được không? Làm gì vậy? Làm gì? À đem cái đó lại, bài trải lên, làm gì? Hả? Ừ, trải lên làm gì? Nè con. Nè con. Hả? Mẹ. Ừ, không có gì đâu con. Cảm ơn mẹ đang quan lắm. Cảm ơn ngoại. Bữa bữa giờ qua ngoại năm chơi vui không? Hả? Bác sĩ. Ừ, bác sĩ khám sao? Bác sĩ chích. Cũng sạch sẽ lắm nha, trước khi bỏ đồ bác sĩ lên là lót giấy rồi này kia à. Sạch sẽ à. Đó, phải sạch mới là bác sĩ được. Nhưng mà không. Mẹ không cho chơi làm bác sĩ đâu. Không, con không cho làm bác sĩ, con thề á. Cực lắm. Nên là lớn lên chọn cái ngành khác đi, đừng chọn ngành bác sĩ nghe chưa? Ngành nào, ngành nào cũng được. Không, không cho. Không, nó mà chọn ngành bác sĩ là không cản các bác ấy. Cực lắm. Cực. Hồi nào giờ chỉ nghe thôi chứ mình không có thấy, có biết. Nhưng mà bây giờ con biết rồi. Cực dữ lắm. Nói chung là thời gian là dành hết tất cả cho bệnh nhân với lại công việc. Không có thời gian dành cho gia đình. Không có một chút thời gian dành cho gia đình luôn. Mà học quá ha. Đừng nói tới. Oh my god. Thôi không. Không. Biết á là cái ngành đó nó cao cả lắm. Nó cứu người mà. Nhưng mà con hy vọng sau lớn là nó đừng có thích cái ngành đó, nó thích ngành đó khổ. Khổ nó là khổ mình nữa, mình nhớ nó mình gặp nó không được nữa. Thiệt cái đó con nói thiệt các bác gái. Đúng rồi, thiết biết mà. Hồi nào giờ con đâu biết đâu, hồi nào giờ con có nói ờ chay lắm, muốn lớn lên là bác sĩ chay. thôi giờ khỏi đó, nữa rồi đó. Giờ là đi cái bà Hồng Thiên biết con thích nó làm gì không? Con thích nó làm dentist. Dentist gì chứ cũng học, nhưng mà đỡ hơn là cái ngành khác. Con nghĩ vậy, con nghĩ vậy, tại vì con thấy mấy bà nha khoa nha sĩ đi làm đó cũng đâu có tới nổi bác gái, đâu có trực ca trực ban hay ấy gì đâu, sáng mở cửa giờ bình thường. Rồi về cũng sớm chứ đâu có ở về tới mà đâu ai đi làm răng cho tới 1-2 giờ sáng. Đúng rồi. Đó, con lại con thích làm nha, con thích chạy làm nha sĩ hơn. Nó đừng đi mấy ngành khác. Đó, nó mới chích bà ngoại đó. À, nó chích cho ngoại đó. Nó chích rồi. Chay, bông bốc lớn lên chay thích làm nghề gì? ABC. Ủa là ABC là đi làm cô giáo hả? Hả? Trời ơi, nghĩ sao không? Chết cái này. Làm sao? Bác sĩ em. Ờ, Út bác sĩ Út chích vậy hả? Đây. Bác sĩ. À, mẹ hả? Mẹ làm bác sĩ hả? Mẹ làm bác sĩ. Cha mẹ mà làm bác sĩ thôi rồi, đúng chơi. Bác sĩ. Hả? Bác sĩ. À, con muốn bỏ anh dai cổ hả? Trời, con đeo lên lỗ tai nó không chịu, nó bắt con đeo lên cổ. Rồi, chích. Rồi lại lấy chích liền, lại chích liền. Lại chích liền. Chích đang đau đầu gối nè. Gì không? Không, con chích ngoại kìa. Con đem lại con chích ngoại kìa. Ngoại đang đứng chơi kìa. Ngoại đang chơi nè. Cái gì chay rối bời vậy? Chay mốt lớn lên chay làm ABC phải không? Rồi mốt lớn lên làm ABC nha, làm cô giáo dạy nha. Trời chay mà mốt lớn lên hả? Nghĩ sao tướng tá này nè. Mặc bộ dài ha, đứng làm cô giáo ha. Quá dữ luôn á. Quá luôn. Đó con ngồi rồi đó. Rồi giờ hát ABCDFG đi. Cái gì? Chích cái gì?
Bà ngoại đó, bà ngoại biết bây giờ là nó chơi đồ chơi là bà ngoại không dẹp nữa rồi. Bà ngoại hết dẹp rồi. Bà ngoại nói hả, nhìn chưa thím nhìn trong video thím thấy sao nhà con mà đồ cứ bày ra tùm lum, bây giờ qua đây thím mới hiểu, đúng ngoại. Qua đây thím mới hiểu là vừa cất vô là 5 phút sau nó lôi ra làm được. Nên chưa được 5 phút nữa. Rồi, nên là nản quá thôi cứ để đó luôn đi. Để tới chừng nào chơi đã xong đi ngủ rồi. Ngồi bác sĩ. Rồi, ngoại ngồi bác sĩ chích kìa. Rồi, đây, ngồi đâu? Rồi đây, ok. Đó, rồi, còn ngoại đăng đâu đầu gối? Khám bệnh ngay đầu gối đi. Chích đầu gối đó bác sĩ ơi. Bác sĩ xếp đây đi. Con mắt coi, dịch cổ tay, con lỗ tay đúng rồi. Ừ. Nó ta dội đèn nha, ừ. Gắn con mắt cái trong đó nữa nha. Ừ. Chà, cắt mày tim. Rồi. Ờ, cắt bụng luôn, cắt bụng, bụng luôn. Bụng. Ui, bụng đang đói sữa. Ui, bụng đói sữa. Bụng đói sữa nên bụng kêu. Nhìn cắt đi, cắt đi, cắt. Cái đó là không được rồi. Nhìn cắt tay gì đó. Mua bộ đồ chơi này trời đất ơi, đồ chơi bác sĩ vậy mà khoái đó, có 3 bộ thôi. Có 3 món chứ mấy. Rồi lại chích cho Su đi. Đó là ở dưới trên đó đi. Đó là ngủ đi. Rồi chơi chơi, cô nói lại chữ bác sĩ cho cô chú nghe coi. Cô chơi, cô nói lại chữ bác sĩ cho cô chú nghe coi. Bác sĩ, bác sĩ. Cắt con tay cho Su nghe. Ồ, nó chỉ mở đèn lên thì cái nó nhìn vô kìa. Vô một con mắt nữa. Nó sợ sợ vậy chứ bây giờ mà dẫn vô bác sĩ lăn khóc nè. Phải không? Nhìn nó có cầu quá mà. Nhìn xuống đây chị. Nhìn ngầu quá mà con. Ủa bây là ai bồng lên giờ bồng xuống? Thiếm. Ủa, đang bồng nó lên hả? Bồng lên để cho chị ngủ chả đó. Ừ. Khám đó, khám đi cho cô chú. Trời ơi, ta khám mà trời ơi, bấm vô là có trái tim nhảy lên luôn á. Cái đó có tim nhảy lên, kêu nữa. Cái tim kêu nữa. Không ai hôn Su, không chay miếng đi. Đúng rồi. Chịu đời không nổi vậy bạn. Con ba, con vậy. À. Hồi tối này chay, tối này kể cô chú nghe chay chay hồi tối này không biết làm sao mà chay ối. Cái xong rồi cái ông ngoại năm đang ngủ. Chay xong cửa vô phòng ngoại năm. Chị nói ngoại con ối rồi, con mới ối, con ối rồi ngoại ơi. Cái xong rồi ông ngoại cũng vẫn đang còn say ngủ, mà ngoại không biết được. Rồi cái nó kêu chừng nào mà ông dậy thôi nó mới chịu á. Cái ông ngoại giật mình vậy, em hỏi cái gì con? Con mới ối. ông nói đang liêm diêm ngủ lầm hết rồi. Trời, con bà ngồi cái tướng bà ngồi kìa. À, tướng chiều đời nói với ba không? Tướng bác sĩ đó. Quá dữ. Quá dữ. Đời sinh viên có cây đàn. Hả, không hát đời sinh viên nữa hả? Ok, vậy hát bài dốc mai những chén chua cay này. À, baby shark phải không? Baby shark tu 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 tu, mommy shark tu 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 tu. Không hát bài này đi. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. But every time it's you, la la la, it's you, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Phải không chị? Còn hát bài gì nữa? Hát bài gì? Oh, she's sweet but she's psycho, phải không? Ok. Oh, she's sweet but a psycho a little. À, không hát bài đó nữa, hát bài gì nữa? Hả? Sẽ nhìn đi ta nha. Con biết chơi cái gì? Nói cái gì? Sao? Sẽ nhìn đi ta nha.
Ok. I love it when you call me Señorita. Dữ chưa, dữ chưa? Gì đó, hát bài gì đó. Oh, she's sweet but a psycho. Tới con đi vậy. A little bit psycho. At night she's screaming. She's screaming sao cháy? Mama, mama, mama. Hả? Oh, she's hot but a psycho. Cái gì? Chịu đời không thấu. Có ba cái dụng cụ đó mà chơi miết từ sáng tới giờ. Ba dụng cụ thì cơ bộ im nè. Ừ. Im hơn là mấy cái gì nữa hả? Nó thích chơi hơn là mấy cái đó đó.